Thưa quý vị, sáng nay Thành đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề quyền lợi và trách nhiệm của giáo viên làm tổng phụ trách tại các liên độ trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho giáo viên làm tổng phụ trách tại các liên độ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của giáo viên làm tổng phụ trách đội tại cơ sở. Qua đó, lắng nghe, giải đáp và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất thiết thực. Từ đó kịp thời có những định hướng để đội ngũ cán bộ đội tại cơ sở yên tâm công tác, góp phần giúp tổ chức đội và phong trào thiếu nhi tại các cơ sở ngày càng phát triển. Với giáo viên tổng phụ trách đội của chúng tôi thì những hoạt động ngoài giờ thì rất là nhiều. Và đi sớm về tối có khi cả ngày chủ nhật, nhiều khi là mùa hè, chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động, kiến nghị các ban ngành ưu tiên cho tổng phụ trách những cái phụ cấp mà chúng tôi được quyền hưởng. Nên tăng cường các cái hoạt động tổ chức tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ anh chị phụ trách đội của các liên đội, để nhằm tăng cường về kỹ năng và trải nghiệm, nhằm nâng cao về chất lượng tổ chức các hoạt động đội tại liên đội trên địa bàn Hòa Vang nói riêng và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung. Cán bộ giáo viên phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại các cơ sở đội là đội ngũ vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi các cấp. Thời gian đến, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các đơn vị, các cấp có thẩm quyền, nghiên cứu, xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm động viên, khuyến khích và đồng hành với đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi tại cơ sở.